Rồi, đây 3.000 cây 2020. Rất rất mới. Đó, ni lông này. Chúng ta cùng xem vào ni lông này. Đấy, bóc nhá. Úi rồi, sướng nhá. Thôi thôi, không bóc nữa. Xe này không phải xe của Khải nên là không được bóc. Đó. Cực kỳ mới, rất rất mới luôn. 3.000 cây 2020. Chấm hết rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ford EcoSport phiên bản 03 lô, một phiên bản siêu lượn mới cập bến NK Việt Nam. Mẫu xe này các bạn có biết không ạ? Nó mới chỉ chạy có 3.000 cây thôi, nó còn rất rất mới, thậm chí bên trong nội thất nó vẫn còn ni lông bọc ở bên trong. Vâng, đây chính là Ford EcoSport phiên bản 1.5 AT Titanium được sản xuất năm 2020, form mới, biển Hà Nội, tư nhân một chủ từ đầu. Chất xe chạy chuẩn hơn 3.000 cây. Cực kỳ mới, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết mẫu xe này nhé các bạn nhé. Vâng, không hiểu cái chiến lược của Ford như thế nào, tại sao nó lại tạm thời ngừng sản xuất mẫu Ford EcoSport mà một mẫu xe nó hay như này, nó an toàn cao như này, thông minh như này lại ngừng sản xuất. Không hiểu Ford đang có một cái định hướng gì đó. Cái đấy thì chúng ta sẽ không bàn đến nữa. Và quay lại chủ đề giới thiệu xe lần này, thì đây là một chiếc xe nó quá là mới rồi các bạn, thậm chí là cái sơn zin của nó còn rất rất là nhiều nhá. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu chi tiết mẫu xe này thì chúng ta có thể xem các kênh review của những anh mà chuyên giới thiệu về xe mới. Còn đây Khải sẽ giới thiệu qua tổng thể về chi tiết nội ngoại thất, độ cũ mới, độ giữ xe của mẫu xe này thôi. Nó còn quá là mới, 3.000 cây, sơn zin còn khá là nhiều. Chúng ta tất nhiên những phần keo chỉ các thứ thì ok hết rồi. Cực kỳ là mới luôn. Đầu xe thiết kế cực kỳ là cơ bắp. Và điều đặc biệt Khải thích, rất thích trên mẫu Ford EcoSport đó chính là cái khoảng sáng gầm xe của mẫu xe này. Nó khá là ok luôn. Khoảng sáng gầm xe Khải nhớ không nhầm nó lên đến là 20cm. Đó, nó rất là cao, ngồi lái cảm giác cực sướng luôn. Tiếp theo nữa, khả năng nội nước của mẫu xe này các bạn biết bao nhiêu? Nó lên đến con số là 50cm. Khá là ok đối với một mẫu xe crossover gầm cao như này, biển Hà Nội nhá. Mới kinh khủng khiếp luôn, từ đèn pha, đèn gầm, mặt ca lăng. Đó, thậm chí những cái nhựa đen của cái mặt ca lăng này, này nó còn rất là đen, đen bóng luôn ấy. Đây, các bạn cùng xem này, đen bóng luôn. Đây, rồi những cái thanh chrome rất là sáng. Chúng ta sang phần phía thân xe này đi. Cái phần nắp capo này nhá, nó thậm chí nó không có một vết sức dăm gì luôn. Cả cản trước này cũng thế. Rồi, chúng ta sang phần phía thân xe nhá. Cái bộ mâm kiểu dạng nan hoa Ford EcoSport này nó thiết kế nó rất là khỏe này. Chúng ta cảm giác cực kỳ là khỏe luôn. Lốp còn rất là dày. Lốp thì 4 lốp zin theo xe, có kích thước là L17 inch. Lốp còn khá là dày luôn, ta lông lốp vẫn còn. Đó, rất rất là mới, cực kỳ là mới. Không hiểu sao một mẫu xe mà an toàn, hệ thống cung gầm cứng cáp như này. Đây chúng ta nghe tiếng cửa, cực phê luôn, đóng rất sướng. Nếu mà thực sự là so với các đối thủ cùng phân khúc nhá, có thể nói Ford EcoSport có độ cứng tốt hơn rất là nhiều, thậm chí độ đầm chắc, độ cách âm. Và cái giá trị của mẫu xe này mang lại thì chúng ta sẽ cảm nhận được nếu khi các bạn đi trên đường cao tốc vận hành với con vận tốc khoảng tầm 100 km/h giờ lên thì chúng ta sẽ cảm thấy cái Ford này nó giá trị hơn rất là nhiều. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy Ford mới thì nó sẽ không có cái nút keyless entry ở đây, không phải nó cắt option đâu mà là nó còn thiết kế thông minh hơn. Chúng ta muốn mở cửa rất đơn giản thôi, chỉ cần thò tay vào đây cửa xe tự mở, còn muốn khóa thì chỉ cần đi xa thế là xong. Rất là hiện cực kỳ là hiện đại và thông minh. Rồi tất nhiên rồi, nó còn quá là mới, Khải không nói về chất lượng xe nữa nhá. Chúng ta sẽ không nói nữa. Ví dụ như keo chỉ hoặc là đinh bấm rồi kết cấu khung gầm của mẫu xe nguyên bản hết, nguyên zin hết. Đó. Đây, bộ mâm đằng sau của nó này các bạn nhìn này. Tất nhiên thì nó hơi có một vết chầy nhỏ nhỏ ở đây. À không phải, đây vết bẩn thôi, không phải vết chầy. Đó. Rồi chúng ta ngồi thử hàng ghế thứ hai. Đó. Ngồi cảm giác rất là thoải mái luôn. Thực sự là ngồi một chiếc xe gầm cao nó vẫn khác biệt luôn. Ghế da rất là căng. Đó, mọi người nhìn này. Cực kỳ là mới, rất là mới. Rồi bên dưới sàn xe thì cũng đã bọc sàn da, bên trên có bùi rối đây rồi. Rất là sạch sẽ. Trần xe cũng thế này, mọi người nhìn cái trần nó còn rất là sạch luôn. 3.000 cây mà. Quá mới rồi, siêu lướt rồi. Rồi sang phần phía đuôi xe này nhá. Mọi người nhìn cái nhựa của nó này. Đen tuyền luôn, rất là thích.
Xe thì tất nhiên rồi, Ford an toàn cao mà. Cảm biến lùi rồi này, cam lùi rồi. Đó. Và đây là phiên bản mới nhá, phiên bản mới, form mới thì Ford đã thiết kế nó khác đi một chút. Nó đã bỏ cái lốp dự phòng đằng sau đây rồi. Thì thực ra thì cũng có rất nhiều quan điểm trái chiều nhau. Người thì thích có cái phần lốp dự phòng, người thì không thích. Đó. Nói tóm lại thì đấy, mẫu xe này Khải giới thiệu nó là như thế. Ai thích thì có thể đến NK trải nghiệm nhá. Đây là phiên bản Titanium này, Ford EcoSport. Rồi chúng ta mở cốp ra. Toàn bộ các kính lái, kính sau cốp, các thứ là chủ xe đã dán phim cách nhiệt hết rồi nhá. Thậm chí là phim xịn luôn. Đây, phần cốp đây. Vậy nếu mà trong trường hợp mà không có lốp dự phòng thì như thế nào? Thì Ford thiết kế một cái bơm, nó nằm ở bên dưới này. Nhưng mà hơi tiếc thì bác chủ xe không biết là để cái bơm nó ở đâu rồi. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái bơm lốp dự phòng và cái dụng cụ tự vá lốp nha. Nó rất giống những dòng xe Đức. Đó. Rồi, đóng cốp. Nghe sướng. Không hiểu sao lại khai tử thì không hiểu. Khai tử thì không phải, nhưng mà tạm thời ngừng sản xuất thôi. Đó. Và đây là form mới, nên là phần công nghệ động cơ của Ford cũng đã được cải tiến khá là nhiều. Chúng ta nhìn nhá. Nó hoàn toàn, đây, nếu mà nhìn vào cái thông số tiêu hao nhiên liệu của Ford này, chúng ta đánh giá rằng đây là một mẫu xe gầm cao đi trong đô thị. Nó hoàn toàn là không phải là một mẫu xe rất là tiêu hao nhiên liệu nhiều đâu. Thậm chí nó còn tiết kiệm nữa cơ. Rồi chúng ta xem qua phần động cơ một chút nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là phiên bản 1.5 Titanium. Nó còn một phiên bản cao cấp hơn nữa, đó là phiên bản 1.0 EcoBoost. Rồi, đây là động cơ 1.5 thì có công suất khoảng 123 mã kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hộp số của mẫu xe này cũng được cải tiến khá là nhiều rồi. Tất nhiên nó khác rất nhiều với các hộp số cũ như form đời 2014 đến 2017, nó rất hay lỗi hộp số. Thì đây là form mới rồi, các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Ford đã thay đổi hoàn toàn rồi, không sợ lỗi hộp số đâu. Đây các bạn nhìn thấy cái khối động cơ nguyên bản từ A đến Z. Và đây là khối động cơ zin từ đầu đến cuối. Đó, thậm chí cái phần động cơ này còn chưa thèm vệ sinh, bởi vì nó mới chạy có 3.000 cây mà. 3.000 cây. Các bạn hãy nhớ rõ nhé, 3.000 cây chứ không phải là 3 vạn đâu. Xin hết từng chi tiết luôn. Đó, chúng ta xem qua cái phần keo chỉ của phần nắp capo nhá. Xin hết này. Rồi những cái ốc mặt lề capo chưa có hiện tượng tháo lắp gì cả. Nó còn rất là mới nhá. Bởi vì sơn zin nó còn nhiều thì nói gì đến chuyện mà đã đâm đụng đâu. Ok. Đó, rất là dày dặn luôn, đóng tiếng capo cũng sướng. Rồi, phần cuối cùng và cũng là phần hay nhất trên mẫu xe này Khải muốn giới thiệu các bạn. Xin mời các bạn chúng ta cùng tìm hiểu phần nội thất và trang bị tiện nghi của mẫu xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 2020. Ok, chúng ta cùng vào một vị trí mà Khải rất ưa thích, đó là vị trí người lái cầm vô lăng. Đó. Rồi, cùng mở các kính cửa kính ra cho nó tăng thêm độ sáng. Rồi, đây, 3.000 cây 2020, rất rất mới. Đó, ni lông này, chúng ta cùng xem phần ni lông này. Đấy, bóc nhá, úi rồi, sướng nhá. Thôi thôi, không bóc nữa, xe này không phải xe của Khải nên là không được bóc. Đó, cực kỳ mới, rất rất mới luôn. 3.000 cây 2020, chấm hết rồi. Rồi, tiếp theo nữa về cái trang bị trên mẫu xe này nhá. Cũng tương đối là gần như đầy đủ. Đầu tiên là hệ thống giải trí của nó này. Đó là một màn hình cảm biến 8 inch, có hỗ trợ công nghệ ra lệnh giọng nói Sing 3 rất là thông minh. Có cả hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto rồi. Hệ thống âm thanh 7 loa. Loa của Ford là loa có một cái tên gì đó Khải không nhớ nữa, nên sẽ thử âm thanh một tí. Đó. Thôi, nghe ngắn thôi, không nhớ nó liên quan bản quyền của YouTube. Đấy, chúng ta nghe thì âm thanh nó rất là chắc luôn nhá, cực kỳ là chắc. Rồi điều hòa là điều hòa tự động luôn này. Đó, điều hòa tự động. Nó còn có cả đây, hiển thị trên cả màn hình nữa. Đó, khi chúng ta vặn như này, nút để nó start top, chìa khóa thông minh. Ở phần phía vô lăng này thì chúng ta có nhìn thấy đây, ví dụ như ga tự động cruise control, giới hạn khoảng cách. Đó, à, giới hạn tốc độ chứ không phải giới hạn khoảng cách này. Đó, lim này này, chúng ta nhìn thấy. Rồi, đèn cũng là đèn tự động nhá. Gạt mưa cũng là tự động. Full hết option rồi. Ok, nó còn rất là mới nên chúng ta nhìn cái củ số nó này. Cái này mới đánh giá được này. Đấy, chúng ta nhìn 3.000 cây, siêu lướt rồi.
Ok, phần cuối cùng Hải muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là phần lái thử. Chúng ta thử lái thử mẫu xe này. Đây là một mẫu xe được mệnh danh là vô cùng thông minh và vô cùng an toàn. Thì nó có một cái tính năng an toàn khá là hay, đó chính là tính năng chống lật. Đó. Những mẫu xe khác thì nó hay gọi là cân bằng điện tử, còn những mẫu xe này có khả năng gọi là chống lật. Ok, chúng ta kéo kính lên một chút nhé. Rồi, xe được trang bị là 7 túi khí nhé các bạn nhé. Khá là an toàn luôn. Một mẫu xe gầm cao. Ngồi quan sát đây các bạn nhìn này. Quan sát này. Nó rất là rộng nhé. Thực sự là nếu mà cầm lái một mẫu xe gầm cao mà đi một quãng đường dài, chúng ta sẽ thấy nó khá là ổn. Nó không mệt mỏi một tí gì. Vô lăng trợ lực điện khá là nhẹ nhàng nhé. Đó. Rất là dễ thôi. Đấy, các bạn nhìn nó. Đó. Cực kỳ đầm chắc luôn. Thực sự cực kỳ là đầm chắc. Các bạn thấy không? Nó chỉ có cái tiếng gió ù của tiếng điều hòa ra thôi. Còn thực sự là cái tiếng động cơ nó rất là êm ái luôn. Máy rất êm. Rồi tiếp theo nữa về cái độ bền của mẫu xe này nhá. Thực ra thì đi xe nào cũng thế thôi, của bền tại người. Các bạn hãy chú ý cho Khải nhé. Xe máy xăng thì cứ 5.000 cây một, các bạn đến chu kỳ bảo dưỡng. Chú ý bảo dưỡng 5.000 cây một. Yên tâm, xe không bao giờ hỏng đâu mà lo. Còn xăng vừa nãy Khải đã nói rồi, công nghệ mới của động cơ của Ford đi rất là tiết kiệm. Đó, chúng ta nhìn đấy, hệ thống treo. Đấy, đi nó khác biệt hoàn toàn luôn đấy. Rồi đây là mình đang đi từ trên vỉa hè đi xuống lòng đường. Đó. Khoảng sáng gầm xe 20 cm, nên là bất chấp tất cả các vỉa hè Hà Nội luôn. Đó, chúng ta sẽ tăng tốc lên một chút này. Các bạn thấy không? Động cơ chỉ có 1.5 thôi nhưng mà khẽ mớm ra phát nó đã vọt rồi. Cũng có thể là do mẫu xe này chủ xe mới còn đi rất là ít, nên là cái động cơ nó còn rất là mới. Nó còn rất là nhạy. Khẽ đạp ga phát là đã lên rồi. Khá là ổn. Hơn 600 triệu. Chính xác là 609 triệu. Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2020 form mới. Biển Hà Nội tư nhân một chủ. Chạy zin 3.000 cây. Các bạn quan tâm mẫu xe này hãy gọi ngay cho Khải nhé. Có thể nói hàng đầu trong phân khúc rồi. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại nhé.